Ben cũng đang làm gì đây? Ben đang học à? Ôi cha, bạn Ben vẽ cái gì đây? Tô hay thế nhỉ? Bạn đang có bút tô màu hả con? À cha, ô Ben đang ngoan quá này, ba có đồ chơi cho Ben này. Thích không? À cho xuống đây ba còn tập chơi nhá. Sang con sang chạy thằng bảo chị Hiền đi. Bảo chị Hiền ơi, sang ba tiếng có đồ chơi. Hai con hay ngoan, học ngoan quá nhà ba có đồ chơi mới đây. Wow, cái này là cái gì? Đây là một cái trò chơi bắn bóng, bóng ăn kẹo nha. Để con lấy ra. Bóc ra để lấy kẹo đổ ra chứ ba. À, cái này giỏi nha. Ấy đừng có lấy cái rổ đi. Ok nào, đây, bật ở bóng rồi ra. Đây là kẹo này, rồi ta có kẹo này, kẹo màu, bây giờ bên học màu sắc đi. Màu gì đây? Red. Màu tiếng Anh. Red. Màu gì đây? Màu vàng. Yellow. Màu gì đây? Màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Xanh nước biển. Xanh nước biển. Blue. Màu blue. Màu gì đây? Màu chi nhỉ? Màu tím. Màu tím đúng rồi. Purple. Rồi, vậy bóc ra đi. Bóc ta bỏ vào đây, ta bật kẹo nha. Không bỏ cái đó ra, bỏ xung quanh. Bây giờ ta thi xem ai bắn được một kẹo lên là người được kẹo ăn nhá. Hai con chơi nhá, ban ngồi lên ra xem mà tập phân biệt xem phân thắng bại nào. Nào. Rồi bây giờ cho anh nhường em Ben bật trước nào. Em mới để xuống, để trong bàn. Để trong bàn, rồi bật cái đây. Ăn đi. Ôi, nhìn thấy màu đỏ. Rồi. Bật thả ra, nhấn xuống thả ra. Không, nhấn xuống đây. Đừng nói, bé được màu gì đó. Màu tím. Bé nói đi, bé xem có ngon không nào, cho bác thử thế nào. Kẹo rồi. Wow, ngon lắm. Em là người vừa nấu kẹo thúi. Ba này luôn nhá. Món thử ba luôn. Nào, bật thả ra. Đây, bật đây này. Thả tay ra. Nghe nhả ra nhá, kẹo này nhả lã ra nhớ chưa? Vâng ạ. Bật nhả ra nó. Tụi ba bảo con này. Đấy. Đấy là con. Rồi, chị Hiền. Chị Hiền bật. Thả cho chị Hiền bật. Wow, rồi, hết được Ben. Ben bật đi. Còn mấy viên nữa nhá. Bên nhả ra chưa? Đúng rồi. Còn hai viên con này cái con su nhá. Rồi. Nhận xuống thả tay rồi một ra. Ô, cái này ta mua cậu viên là ta chơi được này. Thôi nhường em đi con. Nè. Đấy. Rồi chị Hiền. Chị Hiền không được hai lần rồi. Đấy, Hiền được một viên. Rồi Ben nhấn đi. Nhấn thả luôn đấy nhầy. Đấy, ô Ben rồi. Ben là cái trúng viên màu xanh. Ben được viên màu gì đây? Cứ ăn một lỡ mà giống mùi cậu thúi. Cậu thúi hả? Ô, giờ được viên màu đỏ rồi. Rồi còn một viên nữa. Cái tháng mà Ben cho ưu tiên cho Ben. Ben nhỏ luôn. Ben bật đi. À đây, đang còn viên ông đâu có con đây. Rồi. À không được chạy. Viên thả cho em. Đâu, coi chuyện bỏ đây rồi. Đây, viên đây. Không có con đấy. Chị lớn thì ăn nhiều làm gì. Chị phải nhường em chứ. Thì con đánh được thì con phải ăn chứ. Thì đánh nhưng mà nhường em chứ, ăn hết của em thì sao. Ồ. Rồi, được chưa. Đấy, hôm nay hai chị em có trò chơi bắn bóng ăn kẹo các bạn ạ. Chị là hai. Tất cả các bạn. Bạn ơi, đây là cái kẹo bắn súng tay. Em Ben được hai cái, Ben đang chơi. Bạn nhìn Ben đang chơi này. Hãy đưa kẹo cho vào bàn.